Rồi em chào mọi người nha. Thì chào mừng tất cả mọi người đã quay lại kênh của em. Nay em cũng mới về được một bé bối mọi người. Cái này thì 24k muốn số 9 nha. Size thì tầm khoảng 58-60 nha mọi người. Bé bối này nói chung là cực kỳ to luôn. Size như vậy thì anh khách cũng nuôi được mấy năm rồi mọi người. Mọi người thấy thì bé này body rất là ok nha. Mắt môi ok hết luôn, càng dài nha, đuôi to nữa mọi người. Thì bé này có cái đặc biệt là lồng vảy của nó mọi người. Nó lột sạch hết luôn, full vàng nha mọi người, không còn một đốm đen nào luôn á. Nhìn rất là đã luôn, rất là đẹp nha mọi người. Nhìn nó cứ như là một cái thỏi vàng vậy. Bé này mà viền vảy leo cũng rất là cao nha. Cái này mà leo lưng nữa, cái giá trị của nó rất là cao luôn mọi người. Thì bé này thì em cũng xin công khai giá luôn. Bé này thì em đang để với giá là 6.3 nha. Tại sao là rẻ như vậy thì hôm bữa em vận chuyển thì lỗi của em thì cũng đã gãy, làm gãy mấy cái nang nha mọi người. Đó, để em quay gần cho mọi người xem nha. Đó, gãy hết tầm 4 cái nang mọi người. Đó thì mình về, anh em mình về mình dưỡng thì nó sẽ ra lại bình thường thôi. Nói chung là lỗi em thì em cũng để giá rất là dễ chơi nha. Đó, giá cực kỳ mềm luôn. Thì anh em nào mình kết bé này thì cứ alo trực tiếp cho em. Số điện thoại thì em để góc màn hình nha mọi người. Đó, body rất căng luôn nha mọi người. Nói chung là em về em được dưỡng được mấy hôm rồi, ăn uống ok hết luôn. Anh em nào mà mình bắt thì cứ alo cho em. Bé này về mà anh em mình có hộ lớn á mọi người, hoặc là thả để mình chưng chưng tiệm hoặc là gì đó thì mình chọn cái này nha, rất là ok luôn. Hồ em nhỏ quá, nó không có bơi được á, hồ 50 thôi. Thì bên em thì vẫn đang nhận giao lưu nâng cấp luôn nha mọi người. Thì anh em nào mình có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Giờ rồi thì chắc clip em cũng xin kết thúc ở đây nha. Tạm biệt tất cả mọi người, và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha. Bye bye tất cả mọi người.